ngắm loài cá tiếng vua trong truyền thuyết siêu đắt đỏ. Theo sách sử ghi lại, vào thời vua Hùng thứ ba, ngư dân bắt được một con cá lạ ở ngã ba sông Bạch Hẹm, sông Việt Trì và sông Lô, sông Đà. Thấy cá lạ có vảy xanh óng ánh, bụng trắng và vây đỏ, môi tều nên ngư dân đem tiếng vua. Khi thưởng thức món ăn của loài cá này, Hùng Vương thấy hương vị nó ngon ngọt, vừa đậm và kèm theo hương vị khác hẳn với những loài cá khác. Ăn xong thấy trong người khoan khoái, đầu óc minh mẫn nên đã lệnh cho dân chúng nếu bắt được cá này sẽ mang tiến cung. Thời xưa, cá anh vũ chỉ có vua chúa mới được dùng trong các buổi tiệc trong cung, bởi thế nó còn gọi là một tên nhân gian khác nữa chính là cá tiến vua. Vào thời gian gần đây, loài cá này trở nên là món đặc sản của những đại gia. Sách Đại Nam Thống Nhất Trí có ghi: cá anh vũ là loài cá còn gọi là cá giả ngư. Chúng sinh sống ở khu vực ngã ba sông Bạch Hẹm, hàng năm cứ ngỡ đến mùa rét mới xuất hiện. Vị cá rất thơm ngon và bổ dưỡng. Trong sách Chuyện Địa Chỉ của Nguyễn Trãi cũng có nói về loài cá này. Cá anh vũ được dùng làm vật tế linh thần. Chúng sống theo bầy đàn, những kiến chọn nước và sống trong các hang đá. Món ăn của chúng chỉ là rêu và tảo. Theo anh Việt Hoàng, Hà Đông, Hà Nội, một chủ nhà hàng chuyên về cá anh vũ cho biết, cá anh vũ được chia làm hai loại. Loại thứ nhất có thân, có vảy màu xám, cho là cá anh vũ. Loại thứ hai có vảy và thân màu đen, là cá ống, là cá vũ anh. Tuy ăn, những thức ăn bám vào đá và sỏi, loại cá này sẽ sử dụng đôi môi dày và trời ra như mỏ lợn để cạo thức ăn, nên có một tên gọi khác là cá mỏm lợn, anh Việt lý giải. Loài cá này được tiến vua và phát hiện ở sông Lô, sông Đà, sông Việt Trì ở miền Bắc. Khoảng chục năm trở lại đây, cá anh vũ còn được phát hiện trên các sông thuộc khu vực Tây Nguyên, tuy nhiên số lượng cực kỳ ít. Theo anh Việt Hoàng, hiện nay trên thị trường Hà Nội, loài cá này được bán nhiều với mức giá khác nhau. Hiện nay, nhiều nơi đã nuôi loài cá này, tuy nhiên giá bán rất rẻ so với những cá tự nhiên. Một con cá anh vũ có tự nhiên, có trọng lượng là 1kg là loại cực kỳ hiếm hoi, chứ làm gì có 2-3kg một con, anh Hoàng cho biết. Theo khảo sát của các phóng viên vào các ngày Tết, 1kg của cá anh vũ được các chủ nhà hàng hét giá lên 7-10 triệu đồng tùy theo loại sống hay đông lạnh. Chủ của một nhà hàng ở Vạn Phúc, Ba Đình cho biết, thịt cá anh vũ được chế biến thành nhiều món như chả cá, nấu cà ri, cá nướng và hấp. Theo thông tin từ Trung tâm Quốc gia Thủy sản Nước ngọt miền Bắc, hiện tại đã nhân giống thành công loại cá anh vũ đã chuyển giao sang công nghệ sản xuất cho Phú Thọ. Hậu Giang chuyện lạ biến đào tiên thành hậu lô tài lộc để chưng Tết. Đào tiên vốn là một loại cây không có giá trị về mặt kinh tế, chủ yếu được trồng để làm thuốc, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của người nông ở Hậu Giang, những quả đào tiên truyền thống biến thành những trái đào tiên hậu lô chưng Tết độc đáo với ý nghĩa chưng lấy nên. Chủ nhân của khu vườn đào tiên hậu lô đặc biệt này là ông Võ Hồng Quốc, ấp Phú Tri A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ý tưởng tạo hình về trái đào tiên hồ lô được ông áp ủ từ năm 2015 khi muốn tạo ra sản phẩm mới phục vụ cho thị trường Tết. Từ những gốc đào tiên mọc dại quanh nhà, vốn không có giá trị về mặt kinh tế, chủ yếu chỉ được dùng để làm thuốc. Giờ đây, mỗi trái đào tiên hồ lô có giá từ 300 đến 800 nghìn đồng trái tiền loại. Đào tiên là loại cây rất dễ trồng, phù hợp với vùng đất ngập úng. Qua 2 năm, cây đã có thể có lứa cho đầu tiên, chi phí đầu tư thấp hơn trồng bưởi rất nhiều. Tuy nhiên, việc chăm sóc lại cực kỳ công phu và đặc biệt vào khâu tạo hình, sao để ra một dáng hồ lô và chữ tài lộc được ghép vào thì rất khó. Vốn có kinh nghiệm trong việc tạo hình bưởi hồ lô, thế nên ông Quốc lại gặp không ít khó khăn khi bắt tay vào việc tạo hình cho trái đầu tiên. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm và chưa tìm được giống đầu tiên phù hợp nên sản phẩm đầu ra gần như là hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, vào cái thất bại này thì không thể nản chí, dục lão nông này tiếp tục thực hiện ý tưởng có phát triển rồ của mình. Phải trải qua nhiều lần
ngày công cố dựng thì cải thiện độ khuôn và cuốn. Ông Quốc cũng tạo ra một bản hồ lô in chữ như ý mà tỷ lệ thành công rất chưa cao. Theo ông Quốc, để tạo ra những sản phẩm đầu tiên in hình chữ tài lộc đẹp mắt, sau khi đầu tiên đậu trái được một tháng, nhà vườn sẽ tiến hành đặt khuôn để tạo hình hồ lô rồi cho chữ nổi. Riêng khu vực chữ được tạo hình che kính, tránh ánh nắng, gọi vào trực tiếp. Trồng đào tiên hồ lô không tốn nhiều chi phí như bưởi hay dưa hấu, hồ lô vì cây ít bệnh, không rụng trái và không có bị sâu cắn phá. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo hình, thế nhưng do ảnh hưởng thời tiết bất lợi nên năm nay sản phẩm hồ lô tạo hình bị thất bại thất thoát hoàn toàn một nửa, chỉ còn khoảng 500 trái, ông Quốc chia sẻ. Việc những nhà vườn nhạy bén để tạo nên những sản phẩm riêng không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn mang lại diện mạo mới cho thị trường trái cây chưng Tết. Mai không rễ độc lạ, giá tiền triệu, hút dân chơi làng Tết. Ngoài hoa đào, hoa mai, hoa lan hay hoa cúc để chưng Tết thì cây mai không rễ cũng đang được thu hút rất nhiều đối tượng khách hàng tiêu dùng nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại Ninh Thuận. Các hộ kinh doanh mai không rễ cho biết do ảnh hưởng của thời tiết nên năm nay lượng mai bày bán trên địa bàn Ninh Thuận ít hơn so với mọi năm. Bình quân mỗi hộ bán từ 15 đến 50 gốc mai không rễ, giá bán dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một loại cây nhỏ, 0,6 đến 1,2 triệu đồng một cây mai, trung bình 1,5 đến 4 triệu đồng một cây mai loại lớn, thậm chí có những loại cây mai độc lạ có giá gần cả chục triệu đồng. Theo khảo sát của các phóng viên, giá bán mai không rễ trên thấp hơn so với các giá mai có rễ. Điều thú vị có mai không rễ là cành tán lá cao, hoa nhiều, mặc dù không có rễ nhưng cây vẫn hút nước bình thường, có khả năng đáp ứng cho dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi và rất thích hợp với các không gian của mỗi gia đình. Thông thường hộ kinh doanh bắt đầu trưng bày từ ngày 22 tháng Chạp. Anh Nguyễn Văn Ninh, một hộ kinh doanh mai không rễ tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận cho hay: sau khi mua lại các cây mai, tôi phải xuống lá xử lý cho ra hoa, dày công chăm sóc. Đến nay, tôi đã xử lý ra đúng theo yêu cầu. Hiện nay, sản phẩm mai không rễ cũng đang được tôi bày bán chưng Tết ở Kỷ Hợi 2019. Anh Ninh cho biết thêm, gia đình anh đã bán từ đầu năm 2018 và từ 23 tháng Chạp năm nay với gần 20 gốc, giá bán từ 0,5 đến 2,5 triệu đồng một gốc. Mặc dù mang xuống mới được vài ngày nhưng gia đình đã bán được 5 gốc cho khách hàng dịp Tết. Ngoài việc cung cấp cho gia đình, anh còn hỗ trợ các thông tin để chăm sóc chậu mai này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những gốc mai không rễ cũng được trưng bày tại nhiều phường ở đường 16 tháng 4, Ngô Gia Tự, Thống Nhất, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Các cánh mai được chăm sóc rất cẩn thận, phía dưới chân các tiểu thương dùng xô can nhựa để đổ nước vào cắm mai và thường xuyên chăm nước, và phía trên của mai thường làm cây gỗ để tựa điểm đầu để cho gốc mai không bị đổ ngã. Đã mắt ngắm cây quýt cổ thụ giá trăm triệu ở Thành Vinh. Trong số hai cây quýt cổ được đưa về huyện ở Quỳ Hợp, Nghệ An ở thành phố Vinh, một số cây người dân bán với giá 140 triệu đồng, cây còn lại được định giá 80 triệu đồng. Các loại hoa, cây đào độc đáo lạ mắt được các thương lái đưa về Vinh bán phục vụ cho người dân chơi Tết. Dạo quanh các con phố lớn nhỏ như đại lộ Lenin, Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Trần Phú hay công viên trung tâm thành phố Vinh đều tràn ngập các loại hoa, cây cảnh khủng, độc đáo. Anh Hoàng Văn Quỳnh, sinh năm 1990, trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh cho biết nắm bắt được thị trường hoa cảnh năm nay, nên trước đó nhiều tháng anh đã phải lên tận núi Quỳ Hợp để săn tìm những cây quýt cổ thụ. Sau nhiều tháng lặn lội tìm kiếm, anh Quỳnh cùng bạn bè đã tìm được 6 cây quýt có giá từ 5 đến 15 năm tuổi nằm sâu trong rừng của người dân. Tuy nhiên vì nằm sâu trong rừng nên việc đưa ra thành phố là cực kỳ khó khăn. Phải mất gần một tháng mới đưa cây đào và đưa cây quýt khủng này về được. Phải cẩu mấy lần, đường đi rất khó nên xe phải bò từng đoạn một, anh Quỳnh nói. Anh Quỳnh cũng cho biết thêm, trong số cây quýt cổ thụ mà anh vừa mua có hai cây khủng với tán rộng 5m, chiều cao hơn 3m và hàng tạ quả. Cây
rất đẹp vì bức chính đỏ mộng và rất xài triệu. Chủ nhân của cây quýt này cũng chia sẻ thêm, một cây quýt đã được anh bán với giá 140 triệu đồng, còn cây quýt cổ thụ còn lại với giá 80 triệu đồng. Ở Nghệ An đặc biệt, thành phố Vinh, thị trường hoa cây cảnh Tết năm nay không chỉ còn đẹp mà còn đa dạng độc đáo. Ngoài cây hoa còn những cây đào và những cây mai giá trăm triệu. Cận Tết, sang chảnh thịt bò cực đắt giá 11 triệu đồng 1 kg. Ngoài những nông sản thường thấy như mọi năm, thì năm nay một đơn giá nhập khẩu đã được giới thiệu ra thị trường 3 loại hộp quà từ thịt bò Wagyu Nhật Bản để làm quà biếu Tết với mức giá kỷ lục lên đến 11 triệu đồng. Đây được coi là một trong những món quà Tết 2019 sang chảnh nhất của thủ đô. Thịt bò Wagyu của Nhật Bản có vân mỡ trắng, phân bố xen kẽ, các hớt thịt đỏ được kiểm định là chất lượng kỹ càng trước khi đưa ra thị trường với mức giá 11 triệu đồng 1 kg. Thịt bò Wagyu được cho là gọi là thịt bò Nhật Bản chính là thịt lấy từ giống bò Wagyu có nguồn gốc trực tiếp hay còn có dòng máu thuần chủng của Nhật Bản. Thịt bò Wagyu đôi khi sẽ khiến thực khách phải nhìn với thịt bò Kobe, nhưng thật ra mùi vị của chúng không hề giống nhau. Nếu nói về nguồn gốc của loại bò này thì chúng ta phải nhớ lại về rất lâu trước khi mà người Nhật hay còn gọi là thời kỳ Edo, năm 1603 đến năm 1867. Lúc này Nhật Bản hoàn toàn tách biệt với các nước bên ngoài, nhờ vậy mà nó đảm bảo mức độ thuần khiết của loại bò không lai tạp. Theo một thời gian dài thì điều này trở nên đông vật chất, và khi Nhật Bản bắt đầu mở cửa và chính thức du nhập với các nước thì một kỷ nguyên bò Wagyu được chăn nuôi nhiều hơn. Một số chuyên gia nhận định rằng sự thú vị khiến cho thịt bò Wagyu có hương vị vượt trội như thế này là nhờ gen thuần chủng trên cơ thể của chúng. Có thể nói, sự nổi bật nhất của thịt bò Wagyu chính là phần mỡ bên trên miếng thịt bò, phân bố đều và thường chỉ nuôi trong vòng 30 tháng. Vì thế mà người ta vẫn hay thường thấy nó sống với bò Kobe. Tuy nhiên, khi bước vào thời kỳ bổ béo thì con bò này dài hơn rất nhiều so với thịt bò khác. Nó ăn nhiều hơn và thường xuyên hơn. Và điều thú vị là việc thiếu đi không gian sống cũng mang đến cho nó sự tĩnh lặng. Điều này cho phép các khớp thịt của nó sở hữu vân màu trắng đặc biệt. Thậm chí, Nhật Bản đã có một hệ thống giá chất lượng từng miếng thịt bò được sản xuất ra. Ngay ở trung tâm chăn nuôi quốc gia Nhật Bản thì đã có những thông tin, dữ liệu lưu trữ về nguồn gốc bò, nơi sinh và trang trại. Điều này làm ta nhớ đến ngày khai sinh của thịt bò Kobe. Hầu hết thịt bò Wagyu đều trước khi đưa ra thị trường đều phải có con số từ A4 đến A5. Điều này cũng phải nhằm phản ánh rằng chất lượng bò được người ta dùng là một tuyệt vời. Thịt bò Wagyu chính là một lựa chọn cực phẩm của Nhật Bản. Thậm chí người có từng cho rằng ăn thịt bò Wagyu chính là sự đầu tư. Điều này cho thấy xứng đáng trân trọng đến từng thớ thịt. Đối với các hầu hết gia đình hiện nay, thịt bò Wagyu cũng được xem là món ăn vô cùng đặc biệt và chúng xuất hiện vào dịp vô cùng đặc biệt hàng